Mới đây, Sở Cảnh sát Mount bang Washington của Mỹ đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vì tích cực hỗ trợ họ trong quá trình điều tra vụ một bé trai người Mỹ bị bắt cóc và đưa tới Việt Nam. Sở Cảnh sát Mount thông tin cậu bé 5 tuổi có tên viết tắt là ND đã được đoàn tụ cùng mẹ tại Seattle sau khi bị người chăm sóc bắt cóc và đưa tới Việt Nam. Cậu bé được Sở Dịch vụ Gia đình và Thanh thiếu niên bang Washington giao cho Amanda Dingis, 35 tuổi, chăm sóc ở Mount Vernon, hạt Skagit, bang Washington. Tới ngày 29 tháng 11 vừa qua, các nhà điều tra phát hiện Amanda và mẹ đã rời khỏi Mỹ mang theo cậu bé này. Sở Cảnh sát thành phố Mount Vernon đã mở cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang FBI, Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ và Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, họ đã định vị được vị trí của Amanda tại Thái Bình, cách Hà Nội hơn 100 km. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12, cơ quan an ninh ngoại giao Mỹ đã đưa cậu bé tới cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hà Nội, sau đó lên máy bay tới Tokyo trong hành trình hồi hương. Một ngày sau, các đặc vụ FBI đã đưa cậu bé từ Tokyo trở về Washington để đoàn tụ cùng gia đình trước đó cảnh sát mỹ nhận định amanda digis và mẹ đã cố ý đưa cậu bé này rời mỹ theo một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước nên phát lệnh bắt hai nghi phạm với tội danh bắt cóc trẻ em hiện giới chức mỹ đang nỗ lực để có thể dẫn độ hai nghi phạm về nước xét xử phía mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến bộ công an việt nam và các nhân viên đại sứ quán mỹ ở hà nội đã tích cực hỗ trợ trong quá trình điều tra vụ việc này